Chào các bạn, mình đang có mặt ở Vida Shop tại địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và trên tay mình đó là con Hemida Q3, một trong những dòng sản phẩm thuộc dòng Quisori mà Hemida đã tung ra từ trước đây. Thì ở cái video clip hôm nay mình sẽ tiến hành mở hộp của con Hemida Q3 này để xem bên trong của nó bao gồm những cái thành phần phụ kiện như thế nào, cũng như là về kiểu dáng thiết kế của con Q3 này ra sao. Rồi, thì cái vỏ hộp này là mình liên tưởng đến cái con Hemida Q54 trước đây. Có cái hộp khá là giống với con Hemida Q54 trước đây. Thì trên vỏ hộp chúng ta cũng thấy những cái thông tin cơ bản về cấu hình cũng như là những cái tính năng nổi bật mà con Q3 này có thể mang lại. Thì con Q3 này có CPU 4 nhân, 8GB bộ nhớ trong và 1GB RAM. Đồng thời con Q3 này có thể chơi được video 4K hiển thị 3D. Đó, chúng ta đã nhìn thấy được những cái thông tin cơ bản trên vỏ hộp. Về cái cách đóng gói hộp của sản phẩm thì khá là năng động và chắc chắn. Đây, theo cái kiểu dạng hộp đóng mở như thế này, rất là tiện dụng và gọn gàng. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp của con Q3 này ra để xem bên trong của nó bao gồm những thành phần phụ kiện như thế nào. Đây là sản phẩm chính thức, mình sẽ nói sau. Thì bây giờ mình sẽ đi trước tính những thành phần phụ kiện có trong hộp này trước cái đã. Thì nhìn chung đây là dòng sản phẩm có giá khá là vừa phải so với túi tiền, cho nên những cái thành phần phụ kiện đi kèm cũng không có gì là quá nhiều. Đây, ở đây đầu tiên mình có một cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Thì cái hướng dẫn sử dụng này cho chúng ta biết được những cái nút chức năng trên remote, hay là giúp chúng ta có thể biết được những cái bước kết nối cơ bản với cái hệ thống âm thanh và hình ảnh khi chúng ta lần đầu tiên sử dụng cái con Q3 này. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có một cái adapter nguồn dùng để cấp nguồn cho con Q3 này hoạt động. Trên đây có ghi thông số cơ bản về nguồn điện. Thì cái adapter này có output là 5V. Tiếp theo chúng ta có một cái cổng HDMI dùng để xuất tín hiệu hình ảnh. HDMI. Rồi, và cuối cùng chúng ta có một cái remote dùng để điều khiển cho con Hemida Q3 này. Những cái remote giống như kiểu remote truyền thống của những cái dòng VCD trước đây. Thì phím bấm khá là mềm và sử dụng 2 pin 3A. Đấy, cầm rất là vừa tay. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành nói đến cái con Hemida Q3 của chúng ta. Thì nhìn chung cái kiểu dáng thiết kế của con Hemida Q3 khá là gọn gàng. Còn thân bao bọc bởi bằng một lớp nhôm xước, nhôm phay xước rất là đẹp. Ở đây không bám vân tay, cầm rất là mát tay. Rồi, cái góc cạnh thì được bo tròn, nhìn rất là tinh tế. Mình sẽ đi trước tới cái mặt trên của con Hemida Q3 này. Thì mặt trên không có gì cả ngoại trừ cái logo màu trắng của Hemida ở đây. Rồi, mặt trước thì chúng ta có một cái thêm một cái logo Hemida ở bên góc phải, góc trái nữa, cùng một cái nút power ở đây bấm khá là có cảm giác, dùng để khởi động cho con khởi động hay là tắt cái con Hemida Q3 của chúng ta. Rồi, cạnh đây thì chúng ta có một cái đèn để nhận tín hiệu điều khiển từ remote và cùng một cái logo 3D ở đây. Ở cạnh bên phải thì là nơi trang trí hai cái cổng kết nối USB, trong đó có một cổng cái nối USB 3.0 ở đây và một cổng cái nối USB 2.0. Cạnh bên trái thì chúng ta có thêm một cái cổng USB 2.0 nữa cùng một cái khe đọc thẻ nhớ SD MMC. Đây là nơi chúng ta có thể cải thiện được bộ nhớ trong cho con Hemida Q3 của chúng ta. Và cuối cùng đó là cái mặt sau của con Hemida Q3. Thì mặt sau là nơi bố trí hầu hết những cái cổng kết nối chính với hệ thống âm thanh và hình ảnh của nhà bạn. Thì chúng ta có một cái cổng adapter nguồn để kết nối với adapter cấp nguồn cho con Q3 hoạt động, một cái cổng mạng LAN dùng để kết nối internet có dây, một cái cổng HDMI, ba cái cổng combo SIP, cũng như ở đây chúng ta có thêm một cái cổng optical để xuất tín hiệu âm thanh 5.1 nữa. Đó. Còn đây là cái cây anten dùng để bắt tín hiệu wifi, giúp cho cái con Hemida Q3 này bắt tín hiệu wifi được tốt hơn. Ở mặt dưới thì không có gì cả ngoại trừ tem mã vạch cũng như là tem phân phối của sản phẩm. Bốn cái chân chống trượt ở đây giúp cho cái con Q3 này vững chãi hơn trên những cái mặt phẳng trơn trượt. Đấy, thì nhìn chung cái kiểu dáng thiết kế con Q3 này khá là đẹp mắt và tinh tế. Với những cái băng xước vật liệu trên những cái lớp vỏ bằng nhôm này, mình rất là thích cái kiểu thiết kế của con Q3 này, cầm rất là đã. Và những cái video về tính năng sử dụng của con Hemida Q3 này mình sẽ tiến hành làm ở một video sau.
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn. Coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman, deserve good fame. This for the dollar, head for the rain. Baby, you're a star, I just wanna show.